Vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác. Hôm nay một cái video ngắn em chia sẻ tới các bác cái mẫu dao Mỹ, một cái mẫu dao đa lăng dành cho các bác làm vườn, làm cây, nhất là các bác đi rừng, đi picnic cũng rất cần tới cái mẫu dao này. Đây là một cái dòng dao mà các bác có thể chiết ghép cây được này. Đi rừng cũng rất chi là cần nhé. Đấy, em sẽ bỏ một cây ra. Và để đáp ứng nhu cầu của các bác thì rất nhiều bác đang muốn biết cái độ dài của con dao này. Và cái quan trọng nhất là giá cả của nó là bao nhiêu. Thế thì các bác hãy xem hết video. Sau đó thì em sẽ chi tiết và báo giá để các bác nhà mình được biết được ở cái dòng dao Mỹ này nhé. Đấy, một cái con dao Mỹ này. Đầu tiên thì các bác mở ra. Em sẽ hướng dẫn cách các bác mở nhé. Cái dao này đơn thuần khi các bác mở các bác sẽ không đóng được. Rất nhiều bác bảo tôi mua về lỗi hỏng không đóng được, nhưng không phải. Đây này, các bác muốn đóng nhé, các bác hãy bẻ cái này vào. Bẻ cái cạnh này vào. Sau đó sẽ thu lại thì sẽ được ngay. Còn nếu như các bác mà không bẻ cái này vào thì sẽ không thu lại được con dao này đâu. Đấy, mở ra. Mở ra. Và tự nhiên đóng vào như này thì không bao giờ đóng được các bác ạ. Đấy, một con dao Mỹ rất chi là đẹp. Đây là con Mỹ dài nha các bác nhé. Đấy, khi các bác nhận về thì các bác đều được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Với tất cả những cái dụng cụ sản phẩm của bên em. Đây các bác xem cái lẹp của nó đây. Con dao này của nó rất chi là lạnh nhé. Cái trọng lượng của nó thì em nghĩ nó tầm độ 2 lạng, trên 2 lạng, 2-3 lạng này các bác ạ. Đấy các bác nhìn cái đường lẹp của nó này. Rất chi là chắc chắn nhá, ốc chốt. Đấy. Và đây là con dao ngắn này, em sẽ bỏ con dao ngắn. Con Mỹ ngắn này thì cái thẩm mỹ của nó rất chi là đẹp các bác ạ. Đẹp, gọn, thanh cảnh. Đấy. Cái này các bác có thể đeo ở móc chìa khóa nhé. Đeo đây là dây da này các bác nhé. Dây da xịn luôn đấy. Hàng chuẩn đẹp. Tay của nó là tay vân gỗ nhé. Đấy, tay lẹp vân gỗ. Cái này chất của nó là như là chất nhựa sừng ấy, chứ nó không phải là gỗ đâu. Em nói luôn chất liệu thế để các bác nhà mình biết. Và các bác sẽ mở ra đây. Nó sẽ có một cái lỗ đeo đây này các bác này. Thoáng, rất chỉ là đẹp. Đấy, các bác mở như này. Và cũng đồng thời như con kia nhé. Là các bác sẽ phải bẻ cái này vào. Thì các bác mới đóng lại được con dao. Còn nếu như không bẻ vào là không bao giờ đóng được nhé. Đấy, nó cái này rất chi là sắc bén nên là khi làm cũng phải cẩn thận. Con này chắc quá. Con này rất chi là chắc luôn. Ôi. Đấy, được rồi. Đấy, các bác thu gọn vào đây. Và bây giờ em sẽ đo cái chiều dài để các bác nhà mình nắm bắt được cụ thể nhé. Đây là cái thước. Đây, em sẽ đo cái chiều dài. Cái lưỡi của con này thì nó dài 5,5 cm các bác ạ. 5,5 cm. Đây nhá, chuẩn là 5,5 cm. Và cái tay của nó nhá. Tay của nó đây. Tay của nó thì nó là 7 cm. Xít 7 cm. Tổng chiều dài. Tổng chiều dài của nó là hơn 11 cm, 11,5 cm đấy các bác ạ. Đây là con Mỹ ngắn nhá. Đấy. 11,5 cm à? Em được đo lại xem có nhầm không nào. Hay là mình nhầm chăng? Đúng chuẩn luôn các bác, 11,5 cm. Và tới con này, con Mỹ dài. Chiều dài lưỡi của nó thì sẽ là 10 cm các bác ạ. 10 cm đủ nhá các bác nhá. Đấy. Và cái tay cầm của nó thì nó là 15 cm. Và tổng chiều dài của nó xem này. Tổng chiều dài của nó thì tới cầm thức ngược ra này. 10, 20 này. Nó sẽ vào 25 cm các bác ạ. 25 cm nha các bác nhá. Đấy. Em đo lại một lần nữa cho nó chuẩn nhá. Thôi các bác nhìn nắm được. Tại vì đang cầm cái thước ngược này. Nhầm rồi, không phải 25 cm mà là 23 cm. 23 cm các bác. Chuẩn đấy. Thì với cái mẫu dao này thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc các bác nhá. Đấy, khi các bác mà xem được video ngắn này mà đang cần tới cái dụng cụ là con dao Mỹ này, liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy là số điện thoại chính để em tư vấn gửi tới các bác tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây. Con này thì nó là con đa năng nhé. Các bác có thể chiết ghép này, các bác có thể đi rừng sử dụng này. Nó sẽ vào trong tất cả các công việc. Đấy, rất chi là hay. Đẹp, hàng bowling. Tên của nó, tên thương hiệu đấy nhá. Đấy, và cái phần cuối video chắc chắn là bác nào cũng đang muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Cái con dài thì em đang bán giá sẽ là 280.000, giá miễn phí ship tới tận nhà các bác.
Và cái con này giá của nó sẽ là 180.000 các bác nhé. Đấy, rất chi là đẹp, cực kỳ là đẹp luôn, gọn gà, dùng xong gấp gọn lại. Con này hơi chắc đấy, được rồi, ok rồi, rất nhiều gọn gàng các bác nhé. Và các bác mà đã quan tâm tới sản phẩm, quan tâm tới nhiều dụng cụ, các bác đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, nhấn hai lần vào quả chuông để xem được tất cả những cái dụng cụ của bên cơ sở em Thảo qua những cái đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Em nhận ship và gửi trên toàn quốc các bác nhé, ở đâu các bác có thể mua được. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác.